Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đầu năm 2024 đạt 34,27 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,8%, xuất siêu 9,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 60%, nhờ đóng góp của hầu hết các nhóm hàng. Đáng chú ý, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 9,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ thu về 8,78 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,9%. Trong bức tranh chung của xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đã chính thức công bố về kết luận cuối cùng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC trong vụ việc điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và chống lần tránh với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam đáng chú ý về điều tra chống lẩn tránh cục phòng vệ thương mại cho hay bộ thương mại hoa kỳ đã hủy bỏ toàn bộ vụ việc điều tra chống lẩn tránh chống bán phá giá chống trợ cấp với tủ gỗ nhập khẩu từ việt nam việc này sẽ giúp cho mặt hàng tủ gỗ việt rộng cửa tại thị trường hoa kỳ từ nay đến cuối năm